Sâu bọ hại cây trồng là một trong những vấn đề phổ biến trong nông nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Hãy dùng ngay thuốc trừ sâu Thiamat 25WG với thành phần chính là Thiamethoxam. Thuốc có tác động phổ rộng, hoạt động theo cơ chế tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn nội hấp, giúp bảo vệ cây trồng một cách hiệu quả. Nó không chỉ trị dứt điểm rầy nâu và bọ trĩ mà còn tiêu diệt trứng để chúng không thể sinh nở hay là ra lứa sâu, đồng thời tiêu diệt được rầy trưởng thành chuyên biệt để kiểm soát các loại sâu hại như rầy nâu, bọ trĩ, giò đục lá, sâu vẽ bùa và bọ phấn trắng gây hại trên cây trồng của chúng ta. Phun 4 gam thuốc cho bình 16 lít nước, thời gian cách ly là 7 ngày. Bà con nào quan tâm và muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé.